Chào mừng quý vị đến với chương trình Trên từ Kinh tuyến phát sóng thứ tư ngày 6 tháng 7. Mở đầu là những thông tin tại khu vực châu Âu. Nga nêu lý do mở rộng chiến dịch quân sự ra ngoài Donbass. Hungary khẳng định không thể thay thế năng lượng của Nga. Lý giải nguyên nhân Nga chuyển trọng tâm chiến dịch sang biển Đông Ukraine, Chủ tịch Hạ viện Nga cho biết chính Ukraine đã buộc Nga phải mở rộng chiến dịch quân sự ra ngoài biên giới Donbass ở miền Đông. Chủ tịch Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cho biết, điều mà Ukraine đang làm là buộc quân đội Nga không dừng lại ở biên giới Cộng hòa Nhân dân Tự xưng Lugansk và Donetsk bởi vì những cuộc tấn công vào các khu vực của Nga bắt nguồn từ Kharkov và các vùng khác của Ukraine. Ngoài ra, một số người hỏi mục tiêu chiến dịch quân sự của Nga là gì và khi nào sẽ kết thúc. Nó sẽ kết thúc khi các thành phố, thị trấn hòa bình của Nga không còn bị pháo kích. Ông Volodin nhấn mạnh, các nhà làm luật của Nga cần đảm bảo rằng chiến dịch quân sự đặc biệt của nước này tại Ukraine hoàn tất thành công và nhiệm vụ của họ là đáp ứng mọi nhu cầu của quân nhân và giải quyết những vấn đề liên quan đến thúc đẩy ngành quốc phòng. Duma Quốc gia tức Hạ viện Nga vừa thông qua hai dự luật quan trọng, trong đó có dự luật hướng tới nền kinh tế thời chiến. Mới đây, Hạ viện Nga đã thông qua hai dự luật hướng tới nền kinh tế thời chiến. Dự luật thứ nhất cho phép nhà nước có thể áp đặt các biện pháp kinh tế đặc biệt trong các hoạt động quân sự, yêu cầu các công ty cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho quân đội theo yêu cầu của chính phủ. Dự luật thứ hai sẽ sửa đổi Bộ luật Lao động để cấp cho chính phủ quyền quy định giờ làm việc và xác định số ngày nghỉ tại các công ty nhất định. Điều này có nghĩa là chính phủ có thể buộc nhân viên của các doanh nghiệp cung cấp hàng hóa cho quân đội làm việc vào ban đêm, vào cuối tuần và ngày lễ và không có ngày nghỉ hàng năm. Bộ Ngoại giao và Quan hệ Kinh tế Đối ngoại Hungary khẳng định nếu nguồn cung năng lượng từ Nga ngừng hoàn toàn, Hungary sẽ không đủ khả năng có nguồn năng lượng thay thế. Theo giới chức Hungary, nước này trên thực tế không thể thay thế việc sử dụng các loại năng lượng của Nga. Nếu nguồn cung năng lượng từ Nga ngừng hoàn toàn, Hungary sẽ không đủ khả năng có nguồn năng lượng thay thế. Quá trình thay đổi chuỗi cung ứng sẽ phải mất nhiều năm, có thể lên tới 7 năm và chi phí tốn kém. Trong bối cảnh các nước châu Âu phối hợp ngừng nhập khẩu dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Nga như một biện pháp trừng phạt Moscow liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, các nước này đã tìm kiếm nguồn cung thay thế như từ Na Uy. Tuy nhiên, cuộc đình công của các nhân viên dầu khí ở Na Uy đang leo thang, có thể khiến xuất khẩu khí đốt của nước này sang châu Âu giảm sút mạnh. Gần như đồng thời, Nga sẽ dừng hoàn toàn chuyến năng lượng qua đường ống dẫn khí dòng chảy phương Bắc để sửa chữa. Ngày 5 tháng 7, Bộ trưởng Y tế Anh và Bộ trưởng Tài chính nước này đã bất ngờ thông báo từ chức, trong động thái có thể đẩy chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson rơi vào khủng hoảng chính trị. Bộ trưởng Y tế và Tài chính Anh đã nộp đơn xin từ chức vì không hài lòng với cách điều hành chính quyền của Thủ tướng Boris Johnson. Bộ trưởng Sunak được cho là có nhiều bất đồng với Thủ tướng Anh Johnson về chi tiêu chính phủ. Ông nhận được nhiều lời khen ngợi về cách phản ứng với tình trạng bất ổn kinh tế do đại dịch COVID-19, nhưng bị tổn hại uy tín nặng nề vì thông tin rằng vợ ông đã chối một số loại thuế ở Anh. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Sajid Javid cho biết nhiều nhà lập pháp Anh và công chúng đã mất niềm tin vào năng lực điều hành chính phủ vì lợi ích quốc gia của Thủ tướng Johnson. Sau quyết định của Bộ trưởng Sunak và Javid, Thủ tướng Johnson đã lập tức bổ nhiệm Bộ trưởng Giáo dục Nadhim Zahawi làm Bộ trưởng Tài chính mới. Chính văn phòng nội các Anh Steve Barclay được điều động giữ chức Bộ trưởng Y tế. Hãng dược phẩm Sanofi của Pháp sẽ cung cấp phi lợi nhuận 30 loại thuốc cho 40 quốc gia có thu nhập thấp. Các loại thuốc trong danh sách cung cấp phi lợi nhuận của Sanofi nằm trong danh mục dược phẩm thiết yếu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và là những loại thuốc vốn khó tiếp cận ở những quốc gia thu nhập thấp. Ngoài insulin, loại thuốc dành cho người mắc bệnh tiểu đường, danh sách nói trên cũng bao gồm các loại thuốc ổn định huyết áp, điều trị ung thư, sốt rét, lao và nhiều bệnh lý khác. Danh sách những quốc gia được tiếp nhận thuốc Sanofi phi lợi nhuận chủ yếu là ở những nước ở châu Phi như Niger hay Zimbabwe, các nước bị chiến tranh tàn phá như Syria, cùng một số quốc gia châu Á như Campuchia, Myanmar. Tiếp nối chương trình là các thông tin đến từ châu Mỹ. Mỹ cân nhắc khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan đối với Trung Quốc. Peru tái áp đặt quy định đeo khẩu trang. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden và đội ngũ chuyên trách của ông đang cân nhắc về khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan từ thời cựu Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay, Mỹ đang cân nhắc khả năng dỡ bỏ một số loại thuế quan đối với Trung Quốc, song thời điểm cụ thể để đưa ra quyết định này vẫn còn bỏ ngỏ. Căng thẳng gia tăng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới trong suốt những năm gần đây, với nhiều vấn đề, trong đó nổi bật nhất là vấn đề thương mại.
hiện nay, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang cân nhắc cách thức thực thi chương trình thuế quan mà cựu Tổng thống Donald Trump áp đặt lên khoảng 300 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc. Động thái này được đánh giá nhằm đối phó với tình hình lạm phát tăng cao nhất ở Mỹ trong hơn 40 năm qua. Thống kê mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ cho thấy số ca do hai biến chủng phụ BA.4 và BA.5 Omicron gây ra đã chiếm hơn 70% tổng số ca mắc COVID-19 ở Mỹ. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết BA.4 đang chiếm 16,5% số trình tự gen SARS-CoV-2 được giải mã. Trong khi đó, BA.5 Omicron cũng là dòng phổ biến nhất toàn cầu, đã vọt lên thành dòng thống trị, chiếm tới 53,6%. Thống kê được tính đến hết ngày 2 tháng 7 và được CDC công bố cuối ngày 5 tháng 7. Tỷ lệ này tăng vọt so với thống kê của tuần lễ trước đó, tuần kết thúc bằng ngày 25 tháng 6, với tổng BA.4 và BA.5 chỉ là 52%. Tuy nhiên, người Mỹ tỏ ra lạc quan hơn với làn sóng mới này vì cho rằng tỷ lệ tiêm chủng đã cao, vaccine, thuốc điều trị sẵn có và làn sóng này nhẹ hơn nhiều so với mùa hè năm ngoái do biến chủng Delta. Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo vẫn phải thận trọng vì cả nước vẫn có hàng trăm ca tử vong mỗi ngày. Chính phủ Peru đã tái áp đặt quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời trong bối cảnh nước này đang đối mặt với làn sóng lây nhiễm thứ tư của đại dịch COVID-19. Quyết định tái áp đặt quy định đeo khẩu trang được đưa ra do số ca mắc COVID-19 tại Peru trong tuần qua đã tăng tới hơn 5%. Trước đó, Peru đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang ở ngoài trời từ ngày 1 tháng 5, nhưng vẫn quyết định đeo khẩu trang tại các địa điểm công cộng có không gian kín hoặc không gian ngoài trời không đảm bảo giãn cách xã hội. Tuy nhiên, thời điểm đó, chính phủ Peru tuyên bố nếu số ca mắc mới COVID-19 tăng 5%, quy định bắt buộc đeo khẩu trang sẽ được áp đặt trở lại. Những tin tức từ châu Á sẽ tiếp nối chương trình ngay sau đây. Thái Lan dự kiến đón hơn 9 triệu du khách. Sri Lanka có thể nhận được gói cứu trợ kinh tế của IMF. Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa dự báo nước này có thể đón hơn 9 triệu lượt du khách quốc tế trong năm nay với mức doanh thu ước đạt khoảng 36 tỷ đô la Mỹ. Dự báo Thái Lan sẽ đón khoảng 9,3 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2022 của Bộ Du lịch và Thể thao nước này, được đưa ra sau khi Thái Lan ghi nhận lượng du khách nước ngoài gia tăng đáng kể từ đầu năm đến nay. Đặc biệt sau khi Thái Lan bỏ yêu cầu đăng ký thẻ nhập cảnh Thailand Pass từ mùng 1 tháng 7, số du khách quốc tế nhập cảnh bằng đường bộ và đường không vào Thái Lan đã tăng mạnh. Trong 6 tháng đầu năm, Thái Lan đã đón 1,9 triệu lượt du khách quốc tế với mức doanh thu khoảng 3,2 tỷ đô la Mỹ. Iran đang buộc phải giảm hơn nữa giá dầu thô vốn đã rẻ của mình khi dầu Nga giành được chỗ đứng vững chắc hơn tại thị trường Trung Quốc. Theo Bloomberg, Trung Quốc đã trở thành một điểm đến quan trọng đối với dầu của Nga khi Moscow tìm cách duy trì dòng chảy dầu sau khi đưa quân vào Ukraine. Điều đó đã dẫn đến việc Nga gia tăng cạnh tranh với Iran tại một trong số ít thị trường còn lại của Iran khi Tehran bị hạn chế đáng kể khả năng bán dầu vì các lệnh trừng phạt của Mỹ. Xuất khẩu dầu của Nga sang Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục trong tháng 5 và vượt qua Ả Rập Xê Út để trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho nhà nhập khẩu lớn nhất thế giới là Trung Quốc. Mặc dù Iran đã giảm giá dầu để duy trì tính cạnh tranh trên thị trường Trung Quốc, nhưng theo các nhà giao dịch, nước này vẫn bán được nhiều dầu, một phần có thể là do nhu cầu tăng cao khi Trung Quốc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt. Sri Lanka đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ IMF và các quốc gia thân thiện để được hỗ trợ kinh tế trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế ở quốc gia Nam Á này ngày càng nghiêm trọng. Thủ tướng Sri Lanka cho biết, các cuộc thảo luận gần đây với Quỹ tiền tệ quốc tế IMF để tìm kiếm hỗ trợ kinh tế cho nước này đã thành công. Song Sri Lanka sẽ phải đệ trình một kế hoạch tái cơ cấu nợ để IMF phê duyệt. Giới chức nước này cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra ở Sri Lanka không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Đến nay, Sri Lanka đã nhận 4 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ Ấn Độ. Chính phủ Sri Lanka cũng cho biết Mỹ đã đồng ý trợ giúp chuyên môn về quản lý tài khoá. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của Sri Lanka đã tăng 54,6% trong tháng 6, khi nước này phải xem xét lại kế hoạch in tiền để trả lương. Dự trữ ngoại hối của nước này hiện ở mức thấp kỷ lục. Quốc gia 22 triệu dân đang vật lộn chi trả cho nhập khẩu thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu. Một trận lũ lụt lớn đang làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người dân tại thành phố Sydney, bang New South Wales của Australia. Khoảng 50.000 người dân đã phải đi sơ tán.
Theo nhà chức trách bang New South Wales, Australia, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp vẫn tiếp tục trút xuống các thành phố của bang này trong những ngày qua. Nhà chức trách cho biết khoảng 50.000 dân, tập trung chủ yếu ở các vùng ngoại ô phía tây thành phố Sydney, đã được sơ tán hoặc nhận cảnh báo sẵn sàng sơ tán khi cần thiết. Giới chức Sydney đã cảnh báo người dân ở các khu vực còn lại không chủ quan bởi các hiện tượng thời tiết cực đoan sẽ diễn ra dồn dập trong vòng 12 giờ tới. Cục khí tượng thủy văn bang New South Wales cho biết, những cơn mưa lớn với lượng mưa đạt trên 100mm sẽ gây ngập lụt tại một số khu vực rộng hơn 300km từ Newcastle đến phía nam Sydney. Mưa lớn trong nhiều ngày liên tục đã làm nhiều vùng ngoại ô ở Sydney ngập sâu trong nước. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh G7 đã được diễn ra tại Đức trong 3 ngày từ 26 đến 28 tháng 6 vừa qua, là diễn đàn thường niên quy tụ 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, bao gồm Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Anh và Canada. Thượng đỉnh G7 đã thu hút được sự quan tâm của truyền thông thế giới khi các vấn đề kinh tế toàn cầu và các vấn đề chính trị quốc tế là những nội dung chính trên bàn thảo luận của các nhà lãnh đạo. Mời quý vị đến với góc bình luận của chúng tôi ngày hôm nay để tìm hiểu hội nghị thượng đỉnh G7 lần thứ 48 này được diễn ra trong bối cảnh như thế nào và kết quả đạt được ra sao khi kết thúc chương trình nghị sự. Cách đây một năm, hội nghị thượng đỉnh đầu tiên sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra trong bầu không khí lạc quan và khẩu hiệu xây dựng lại tốt hơn. Tuy nhiên, nhiều nhà lãnh đạo hầu như không thể tưởng tượng nổi tình hình 12 tháng sau đó lại biến chuyển đến mức như hiện nay. Bắt đầu vào ngày 26 tháng 6 và kéo dài 3 ngày, thượng đỉnh G7 năm nay diễn ra ở lâu đài nghỉ dưỡng Scarlet Elmau dưới chân núi cao nhất của nước Đức là Zugspitze, cùng địa điểm diễn ra hội nghị thường niên G7 năm 2015 với chương trình nghị sự cũng tập trung chính vào Nga, Ukraine sau khi bán đảo Crimea được sáp nhập vào Liên bang Nga. Theo chân các nhà lãnh đạo và thượng đỉnh là giá năng lượng và thực phẩm toàn cầu tăng vọt theo sau cuộc xung đột đã bước vào tháng thứ 5 giữa Nga và Ukraine, làm ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra còn có hàng loạt các vấn đề được bàn bạc như biến đổi khí hậu, quan hệ với Trung Quốc. Mục tiêu chính của hội nghị G7 lần này rất rõ ràng, họ muốn tìm ra một giải pháp để chấm dứt cuộc chiến đang rất bế tắc tại Ukraine bằng cách này hay cách khác, giúp Ukraine chiến thắng hay khiến Nga phải lùi bước hoặc tìm ra một giải pháp hòa bình vẹn toàn. Thực tế, bất kỳ phương án nào trong số này đều vô cùng khó đạt được trong bối cảnh hiện tại, thậm chí ngay cả việc thuyết phục tất cả để đi đến một giải pháp nào đó cũng đã rất khó khăn. Nhưng nếu không có một giải pháp thì cũng không thể giải quyết được các vấn đề quá lớn mà cuộc chiến đang tác động tới quy mô toàn cầu, đặc biệt ở chính các quốc gia giàu có trong khối G7. Châu Âu, Mỹ hay cả Nhật Bản đều đang đối mặt với lạm phát khủng khiếp, có nguy cơ rơi vào suy thoái kinh tế trầm trọng, đặc biệt có thể tạo ra một cuộc khủng hoảng xã hội sâu sắc và lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Chúng tôi đã sẵn sàng đưa ra quyết định cùng với các đối tác của mình, nhưng chúng tôi muốn đảm bảo rằng những gì chúng tôi quyết định sẽ có tác động tiêu cực đối với Nga, chứ không phải ảnh hưởng tiêu cực đến chính chúng tôi. Với giá năng lượng đang ở trên trời, phương Tây thừa nhận lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga không thể buộc Moscow ngừng ngay chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, trong khi chính người dân phương Tây nói riêng và thế giới nói chung phải chịu cảnh chật vật. Một hệ quả kéo theo của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu là các mục tiêu chống biến đổi khí hậu đang bị đánh đổi, khi nhiều nước châu Âu phải vội vã tìm cách thay thế nguồn dầu và khí đốt từ Nga. Nếu năm ngoái G7 bàn về phục hồi xanh, thì năm nay họ công khai nói về tăng sử dụng than đá. Dĩ nhiên, việc thảo luận về những vấn đề lớn hiện tại là rất quan trọng, nhưng cùng lúc đó cũng cần phải đảm bảo rằng chúng ta ngăn chặn được tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra hiện nay. Về mặt dài hạn, cần phải thực hiện điều đó bằng cách từ bỏ các nguồn nhiên liệu hóa thạch, và một trong những nhiệm vụ của nhóm hành động vì khí hậu là tạo dựng các cơ chế để các quốc gia muốn theo đuổi mục tiêu này có thể hành động cùng nhau. Những rào cản để kết thúc cuộc chiến ở Ukraine rõ ràng đang không chỉ đến từ nước này hay phía Nga, mà còn nằm rất nhiều ở chính phương Tây, mà trong đó các nước G7 đóng vai trò chủ chốt. Nhưng dù thế nào, cuộc chiến cũng cần phải kết thúc, khi mà nó đang khiến cho cuộc sống trên toàn thế giới đang ngày càng khó khăn, thậm chí còn có thể gây ra thảm họa ở nhiều quốc gia. Đó cũng là một phần lý do giải thích cho danh sách khách mời của ông Sow trong cuộc thảo luận của G7 năm nay. Danh sách này đã được lựa chọn cẩn thận. Indonesia và Ấn Độ là chủ tịch hiện tại và tương lai của G20, Senegal đứng đầu Liên minh châu Phi, Argentina là chủ tịch cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe, họ đang đại diện cho gần như toàn bộ phần còn lại của thế giới.
Sau 3 ngày làm việc tại miền Nam nước Đức, hội nghị thượng đỉnh G7 đã bế mạc thành công với việc thông qua nhiều quyết định quan trọng liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraine, vấn đề an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Các nhà phân tích cho rằng, hội nghị thượng đỉnh lần này không chỉ gửi đi thông điệp rằng NATO và G7 đoàn kết hơn bao giờ hết, mà còn cho thấy các nền kinh tế hàng đầu thế giới đang nỗ lực cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu. Cũng như hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, lạm phát đã tăng cao ở mức kỷ lục trong nhiều thập niên tại các nền kinh tế G7, trong khi nguy cơ suy thoái cũng được nhận định là ở mức nghiêm trọng. Với vai trò là những nền kinh tế đầu tàu của kinh tế thế giới, các quốc gia G7 đang đứng trước áp lực lớn trong vấn đề này. Điều đó lý giải tại sao ngay trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế thế giới, trọng tâm là tìm kiếm cách thức phản ứng chung đối với vấn đề lạm phát và mối đe dọa suy thoái. Theo đó, một sáng kiến với tên gọi đối tác về cơ sở hạ tầng và đầu tư toàn cầu có trị giá lên tới 600 tỷ đô la Mỹ đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden và các đồng minh thông qua để giúp phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển. Đây không phải là một dự án mới hoàn toàn mà được sửa đổi từ chiến lược xây dựng thế giới tốt đẹp hơn B3WK được đưa ra ở kỳ thượng đỉnh hồi năm ngoái. Đây không phải là câu chuyện viện trợ hay từ thiện. Sáng kiến sẽ góp phần mang lại lợi ích đến với tất cả mọi người, trong đó có cả người dân Mỹ. Đây chỉ là bước khởi đầu. Mỹ cùng các đối tác G7 sẽ tìm cách huy động thêm hàng trăm tỷ đô la Mỹ vốn từ các đối tác cùng chí hướng khác, các ngân hàng phát triển đa phương, các tổ chức tài chính phát triển, quỹ tài sản có chủ quyền và hơn thế nữa. Sáng kiến này được cho là để giúp phát triển cơ sở hạ tầng tại các nước đang phát triển. Sự hợp tác với các nước có thu nhập trung bình sẽ rất quan trọng nhằm giảm gánh nặng toàn cầu, trong trường hợp những sáng kiến chính của G7 cho việc chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine không thành công. Một trong những sáng kiến chính đó là lệnh cấm nhập khẩu dầu toàn diện từ Nga, một nỗ lực nhằm khiến nền kinh tế Nga sụp đổ và không thể tiếp tục duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Để làm được điều này, G7 đang lên kế hoạch đặt ra mức giá trần cho dầu trên toàn thế giới để khiến giá năng lượng không thể tiếp tục tăng, cũng như đặt ra mức giá trần toàn cầu đối với dầu mỏ nhập khẩu từ Nga nhằm hạn chế nguồn thu năng lượng của Moscow. Mục tiêu kép của các nhà lãnh đạo G7 không chỉ nhằm trực tiếp vào nguồn thu của Nga, đặc biệt là thông qua năng lượng, mà còn giảm thiểu tác động lan rộng đối với các nền kinh tế G7 nói riêng và phần còn lại của thế giới nói chung. Một chủ đề khác cũng được các nhà lãnh đạo tập trung bàn thảo là việc tiếp tục hỗ trợ tài chính cho Ukraine, cũng như hỗ trợ công cuộc tái thiết ở nước này. Các nhà lãnh đạo G7 đã cam kết tăng hỗ trợ ngân sách gần 50% cho Ukraine, tương đương với số tiền lên tới 29,5 tỷ đô la Mỹ, khoảng 28 tỷ euro, nhằm giúp nước này trang trải cho các dịch vụ cơ bản, trong đó có trả lương hưu và lương cho nhân viên công quyền. Liên quan đến nỗ lực bảo vệ khí hậu, G7 cam kết ủng hộ các mục tiêu xây dựng một câu lạc bộ khí hậu quốc tế mở và hợp tác cùng với các nước đối tác hướng tới việc xây dựng câu lạc bộ này từ nay tới cuối năm 2022 nhằm tập hợp các quốc gia có chung mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2050. Cũng liên quan đến vấn đề môi trường, tuyên bố chung của G7 đã đặt ra mục tiêu đến năm 2035 về cơ bản các nguồn năng lượng không carbon sẽ chiếm thế áp đảo. Trong bối cảnh tình hình an ninh, kinh tế, xã hội và đối ngoại của thế giới đang có nhiều biến động và xáo trộn phức tạp như hiện nay, các kế hoạch và giải pháp của G7 được cho là đối mặt với không ít rủi ro và thách thức. Hiệu quả và thành công trong tương lai của các hành động và giải pháp đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đứng đầu là quyết tâm và nỗ lực hợp tác của tất cả các bên liên quan. Kết thúc chương trình trên từng kinh tuyến ngày hôm nay, mời quý vị đến với con số xuất nhập khẩu đầu tư đáng chú ý. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. $690 triệu, đó là kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào trong 5 tháng đầu năm nay, ghi nhận mức tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn $255 triệu, giảm 9%, nhập khẩu đạt gần $435,58 triệu, tăng 50% so với 5 tháng đầu năm 2021. Riêng tháng 5 năm 2022, thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Lào đạt gần $132,5 triệu, tăng 16,5% so với cùng kỳ 2021.